kêu kêu ra rừng nó hay gì đó. Kêu thề bay. Tiếp đi. Phước xin kính chào ông bà cô chú đã trở lại video tiếp theo của Nghĩa Phước TV. Thì hiện tại bây giờ Phước đang có mặt tại thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì hiện tại bây giờ là ngày thứ 10. Thì anh Tý và cũng giống như là một số người đang tổ chức một cái cuộc lặn vào ban đêm vào ngày thứ 10 để tìm xác của em Ngọc các cả nhà. Thì mời cả nhà đón xem video nha. Ở phía trước của cô chú anh chị là chiếc ghe của anh Tý đang đi. Đó cả nhà. Đó. À, anh Tý đang qua tới vậy nè. Do tối quá cho nên mong cả nhà thông cảm nha. Đó, phía trước là cái re đó, đó cả nhà. Đội của anh Tý đang đi đó nghe cả nhà. Hôm nay là anh Tý có mướn một thợ lặn chuyên nghiệp đó, thì để lặn vào cái khúc kinh này thì cũng nghe là có báo mộng về cho anh Tý. Thì hôm nay một thợ lặn chuyên nghiệp đến đây để lặn, thì mời lặn như thế nào thì mời cả nhà đón xem video của Phước nha. Thì hiện tại bây giờ là anh em đang xuống vỏ rồi cả nhà. Đó, thì đang chạy lại cái ghe đó. Ghe ở phía trước kìa. Anh chạy lên ngay chân cái mũi ghe đó anh, mình đậu đó. Mình đậu xíu mình đi nữa. Đó, thì ghe của anh Tý đang đậu đó nghe cả nhà. Máy đi anh. Dạ dạ. Dạ hả? Dạ dạ. Chừng mà chết rồi á, nói dạ. Là lãnh nuôi này kia, lãnh nuôi con mắt á, nuôi từ bà cô, thằng cha bỏ từ lúc ngồi từ trong bụng, con mẹ phải làm ghệ mới nuôi con, không đi làm ghệ đó gì mà lấy tiền mà ăn. Dạ. Tới chừng bây giờ chết rồi khóc lóc lên YouTube, đặng người ta xin tiền, không gài thằng cha nó đứng ở bển đặng cho người ta xin tiền, rồi tao nói chuyện mình nó nói thôi, phải không? Dạ. Chị là đi làm chung với mấy người mà đi bán cái số chung với mẹ đó nè, là con Ngân á, là mẹ ông Ngọc nè, người ta kể gầy cho đầy chân kìa. Bỏ đầu nó đóng dòi mà, có dòi bò mà. Có dòi kìa. Có dòi vậy. Dòi xịt lên. Còn gì á? Con chó con gì quá. Ngoại lộn có lông. Chó này không có lông. Thì quấy vậy. Sắc lâu á hả? Kêu kêu ra rừng nó hay gì đó. Kêu thề bay. Tiếp đi. Nắm ra luôn. Chó. Con gì anh? Chó là có lông rồi, con này lông chắc vậy chị. Nắm một bình ra, nắm một bình dục đây nè. Nắm từng người, nắm một bình dục ra đi. Nắm luôn sao, mấy anh nói sao, mấy anh thiếu một bình ra sao, thiếu một sao đi. Mùa con này nè, bắp da này nè. Con này rồi mà.
Anh ấy cái dầu. Đáp lại hỏi luôn. Ăn vô. Anh hỏi rồi, nè dầu nè. Đốt nhang đi nhang. Đốt nhang, đốt nhang. Nhang dưới vậy đó đó con ơi. Anh đốt nhang đi anh. Anh đứng đó đốt. Đốt nhang trong cái giỏ sắt đó. Anh đốt luôn đi, anh giấy luôn đi anh. Anh giấy đi anh. Chưa trả lại. Có gì đây có nhang chị. Lấy bó nhang lên, lấy bó nhang lên. Lấy bó nhang lên đựng thận trong chỗ. Có nhang trong chỗ rồi thận, cái bó vàng vàng đó thận. Bốc mùi quá. Dày quá đi ra được luôn rồi. Nè 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 nè. Trời ơi, tí đốt à. Anh gái đi anh. Thôi thôi nó quẹt luôn. Nó quẹt đâu nè. Okay. Bốc mùi lên tới đây có khó chịu ghê luôn á. Ừ, xách cái vỏ xách lên cho Út coi Thận ơi, đưa bó nhang đây đã ướt, đưa bó nhang đây Thận. Cứ vỏ xách luôn, vỏ xách luôn. Kiểu mở thủ thổ với mặt hiệu đó họ. Thận, Thận. Cây. Đưa cái vỏ xách lên. Cái vỏ xách ra lại đó. Lấy nón lá rồi lên Thận ơi. Cây vỏ đi. Đăng ơi, cái dù dưới đó đó Đăng ơi. Thêm nhang nữa đi. Dưới vợ cân nè, thấy không? Thêm nhang nữa đi. Thôi chứ đây với mình cái bụng nè, con gái nó ngửa rồi. Đâu? Đâu? Chỗ nào? Đó, hổ thọ thấy rồi kìa. Kìa kìa kìa. Đâu trong đó kìa. Phải không? Phải không? Kìa kìa, mình hình lên trong đó nữa kìa. Ở phía trong có phần phần nữa là bụng nữa. Đúng rồi. Ở phía trong nữa. Đuôi theo luôn. Thấy rồi kìa, thỏa. Đúng rồi kìa. Đúng rồi kìa. Gọi coi, gọi coi. Gọi coi thỏ. Đó. Cái gì phình phình lúc trong. Ờ, ở đó một cái nữa đó. Ở đó một con nữa đó, không biết cái gì. Phan nghe, để tôi mở dây, tôi lũi vào đây luôn rồi. Mở dây, mở dây. Mở dây con hổ thỏ. Hổ thỏ, mở dây con hổ thỏ. Ghe, ghe, ghe đi. Ghe thỏ. Dưới trống kìa, dưới trống kìa. Đứng hồn mau, đứng hồn mau, đứng hồn. Mưa tới luôn rồi cô chú anh chị ơi. À, dù bây giờ là chỉ che được điện thoại thôi, người thì nằm ở ngoài mưa hết rồi. Mong chú bác có thông cảm khi những cái like nó có bị sơ sẩy gì đó, thậm chí là nó có ảnh hưởng thì quý vị cũng có thông cảm mà bỏ qua cho những anh em quý vị. Dữ dằn luôn rồi quý vị ơi. Cái cục tích hết rồi. Bây giờ người không quan trọng, quan trọng máy móc. Cảm ơn ông kia dù. Cái đó hết. Ở đây rất là nhiều anh em, mình cũng có anh em mình một chú chị đang xem chương trình của Hoàng Thơ. Xin một tổng chào 303.961 chú chúng chị đang xem chương trình Tăng Lan Thang. Chú quá nỗ lực đó chương trình, nỗ lực để đẩy cái lực mình lên. Đúng rồi, nghe nói là tấm sang gì đó cũng cần xuống tới rồi đây. Thì bây giờ cái đội riêng nữa rồi. Đang tích cực tìm kiếm ngay cả nhà. Cái người thấy ở ngoài kia thì những anh đang nướng nướng lục bình đó đó đang tập trung là khéo ghe vào. Anh em có ai bị ướt ướt hỏi xích xích vô nghe anh em ơi. Đang ngồi cái nào trời đang mưa có bị dù không cái có bị quanh đó đó trời. Xin tổng chào tất cả quý vị chúng tôi đang xin trình trình chính quay cho và làm thứ hai đó nha. Cái mạnh là nó qua rồi. Lấy cho một cái bao một cái chia sẻ với mình. Dạ, dạ, cũng có thể là như vậy cũng như là mong chờ rất là nhiều người có hy vọng. Tại hôm nay là anh em đang dầm mưa. Quay bên kia, quay bên kia kìa. Đi ra ngoài một chút xíu để sao?
dài quá. Lục bình này rất là nhiều luôn cô chú chị. Tốt mưa rồi cô chú chị ơi. Cảm ơn mọi người vẫn hiền trọng ở đây. Dạ con cảm ơn tất cả mọi người. Mặc dù mọi người đã vào xem thì rất là vui rồi. Nằm vào thang mất cách tối rồi. Chỗ kia khó luôn hả? Có chở kìa, cái 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 bình rất là nhiều luôn. Còn xe vô để điểm hết là còn có ở đây. Đây tại vì còn đây là chỉ có lục bình thì nhiều lắm. Từ đó để tìm kiếm. Tại vì bác anh chị chia sẻ mạnh với mọi người, anh chị. Chào 2969 cô chú anh chị đang xem chương trình Thắng Hoàng Thơ và 3633 cô chú anh chị đang xem chương trình Đăng Lâm Thang. Tại vì anh đang giữ máy về mỗi năm. Biết chuyện là đang kiểu làm gì? Tấp nập những chuyến đi này công tác khẩn trương anh chị. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, tôi làm những đọc con sông này thì tôi cầm được bao nhiêu chị. Mình có là anh em quay tìm được tới đâu thì trời sẽ thường xuyên quay và chia sẻ đến cho cả nhà mình là em đó. Thì mong rằng là trong đêm nay sẽ tìm thấy được em để cho em thường với gia đình. Bởi em ở dưới cái dòng sông này thì rất là lạnh lẽo và rất là tội cho em. Cô chú anh chị mình khi mà xem đến ngay cái giây phút này á thì cô chú anh chị hãy để lại những cái comment, hãy cầu nguyện cho em học, cho một cái tín hiệu nào đó để cho tất cả các anh em có thể nhìn thấy được để đưa em về. Cái đó là cái điều mong mỏi rất là lớn của tất cả các anh em có mặt ngày hôm nay tại đây, cũng như là tất cả các cô chú anh chị. Tới lại đây thật sự là mình chịu không nổi luôn á. Nó quá hôi. Mà nó hôi ở đây là nó hôi về cái con vật các cô chú anh chị. Dạ. Tiến quanh cái khu vực này cũng rất là lâu với anh chị. Thì quý anh chị mình thấy á, lục bình rất là dày, có thể là cho hơi dạt xuống ngay dưới lục bình của quý anh chị. Không chừng nữa. Thế là do là những ngày qua là mùi hôi quá. Mưa gió rất là nhiều. Lục bình nó tạt vào phía bên trong rất là dày luôn. Mong là cho tất cả các anh em đêm nay tìm được em để đưa về với gia đình. Nói chung là đối diện con sông với việc là để nó ngọc té nó về đối diện con sông.
cái phía bên hàng kia là cái dãy nhà sàn của chú anh chị, dãy nhà sàn rồi có cái học tích ở phía trong nữa, tích tí nữa anh em sẽ cố gắng vào phía bên trong đó để lấy cái sào này chú anh chị, cái sào để kéo những cái lục bình nó ra bên ngoài để xem thử coi là em có nổi lên hay không, sẽ liên tục cập nhật cho bà con xem nha. Trong cái thời điểm này, trong cái thời điểm này bây giờ đang đứng trong quay cho bà con xem cận cảnh luôn. Bình bên đây rất là nhiều luôn nha các bạn. Lò lò cho đi bác đi. Đẩy mảnh ra kia là nó trôi luôn à. Đẩy thẳng ra ngoài luôn. Nước nó ép xuống không à. Nó ép ngược đây không đẩy gì đó. Thì hiện tới luôn thì hiện tại bây giờ anh Thở cũng đã lên rồi cả nhà, lại ngưng nha, tạm thời là đêm nay là ngưng nha cả nhà. Tắm không anh Tý? Tắm ra phải không anh? Ngày hôm nay qua đuổi mưa rất là lớn mà thủy triều anh cầm cái mới ngoài cho mình nhăn được không? Nhưng mà mưa lớn thì nước mưa nó dồn từ cái cống cầm rồi em cho nhăn hay là lấy ha? Dạ. Nước rất là lạnh khiến cho. Đây đừng nghĩ chuyện gì nha. Coi chừng ngã nha, coi chừng bé nha. Nhiều mà. Anh nhưng mà anh cầm. Dạ cái giỏ này đi phải không? Cái tháo dây gà. Sau khi anh cầm lên thì cũng có hàng. Là nhìn xuống cũng là một người BDS. Bây giờ xả bây giờ xuống xả bây giờ cho ta đi cái mở nhà về dòng sông thì chạy rồi là mấy em lên dưới đây bắt cô đây để xem coi em lấy xe bên đây em lên xe đây đây là bên đây là tiếp tục nhà có thể là đi nhờ xin nhờ nhà của anh em rồi anh có gì đây này chung là mỗi người xin phép kết thúc video ở đây nha. Dạ. Thì cái cuộc mà lặn đêm nay cũng đã kết thúc rồi cả nhà. Thì mong cả nhà cập Phước sẽ cập nhật tình hình liên tục vào những cái buổi mà mình lặn ngày mai nữa cả nhà. Mình chỉ trái tim đang hướng về vị trí này. Mong rằng sắp tới hội thiện nguyện số 8 sẽ đứng riêng để mà tìm được cái bà con của bác anh chị. Và cũng có một vài lời để đến với bà con của bác anh chị đang xem live của mình, tức là nhiều bạn nói mình có like con mình truyền tải cái thông tin thôi chứ mình có tiền nào không đâu. Phước xin cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha.